Xin chào tất cả anh em đang đến với Ly Khôi Radio. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái đông ly gọi là thương hiệu lạ, độc lạ. Tuy nhiên nó rất là hay, cũng như là rất là nổi tiếng ở bên Nhật, cũng như là đã xuất sang thị trường của Mỹ theo đơn đặt hàng lúc bây giờ. Thì đó là con đông ly Vector Research, model của nó là VR 7000. VR là receiver anh em. Thì nó vẫn được thiết kế theo cái hình thức receiver cổ điển. Thì đây là một trong những cái dòng khá lớn của hãng này. Cái số lớn nhất là VR 9000, còn con này là VR 7000, cũng gần như là lớn. Được thiết kế size lớn, máy lớn, cũng như là công suất rất lớn, 420W anh em. Thì tí nữa Khôi cũng sẽ tháo ra để anh em cùng xem cái nội thất cấu tạo bên trong nha. Còn nói về cái dòng này thì nó là dòng xuất cho Mỹ, điện 120V anh em nha. Sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ nên nó cũng khá hay. Tuy nhiên là nó gọi là lạ với người Việt Nam. Thì con này Khôi cũng đã bán tới 5 con rồi, model nhỏ hơn cũng có, lớn hơn cũng có. Thì nhiều anh em sử dụng thì rất hài lòng. Thì mình có thể so sánh với các cái dòng âm ly Nhật như Bione hay là Sansui. Tuy nhiên cái khoảng cách mà giữa hai chất âm thì nó lớn lắm. Con này bỏ xa anh em. Có nghĩa là bỏ xa luôn cả tầm giá và bỏ xa luôn cả về chất âm. Thì cái mức giá cho con âm ly này chỉ có 6.500.000. Nói chung là giá rất là bèo bọt cho một cái con âm ly khủng như thế này. Tuy nhiên thua là thua về cái thương hiệu nha. Anh em nào mà thực sự là người đam mê biết chơi thì mình cũng nên tìm hiểu thêm về cái con này. Nó sẽ mang tới cho anh em những cái chất âm lạ, tươi mới, và bên cạnh đó là một cái món hàng sưu tầm nữa. Thì hôm nay Khôi giới thiệu và Khôi cũng sẽ ghép với cái cặp loa kép ha, loa ân luôn, để anh em mình cùng nghe thử cái chất nó ra trong trẻo ngọt ngào lắm anh em nha. Còn ghép với loa Nhật thì tuyệt vời, JBL 100 Century hay là HBM 100. Đây cái rột gan nó đây anh em. Anh em thấy đây sử dụng 4 con sò 2 vít này anh em. Sò 2 vít ha. Tản nhiệt rất là to. Nguồn rất là to luôn, và đặc biệt là hai cái tủ. Tủ này nó dài lắm anh em nhé, nó dài sâu xuống dưới chứ không phải là chừng này nha. Đây mình quay cho anh em cùng xem này. Đó, tủ nó dài. Tủ này 63V và 10.000 mi, đặc biệt là tủ của Mỹ anh em. Cho tiếng bass rất hay ha, rất hay, máy móc rất đẹp ha, rất tuyệt vời. Ok, thì anh em nào có những cái loa cần đến công suất lớn, cần đến bass thì anh em liên hệ với Khôi lấy con này nha, rất tuyệt vời. Ok, rồi bây giờ thì Khôi sẽ cắm vào để test lại một đoạn, anh em cùng nghe thử nha. Thì anh em nào có nhu cầu ủng hộ Khôi thì liên hệ với Khôi để anh em mình cùng giao lưu. Cuối cùng thì cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.
Hiện tại Khôi đang ghép với cái cặp kép EQ 7 ha, dòng hết số của cái dòng EQ này thì cái cặp này bass 20 anh em ha. Đó, và một ở trên này á là mic chắc đồng trục và dưới là bass này là thật này ha, rất là tuyệt vời anh em. Cặp loa rất là đẹp, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi ha, ủng hộ cho Khôi cặp loa này. Cặp loa này có giá hơn 10 triệu một tí nha. Khôi cũng đã qua chi tiết cặp ở clip trước rồi. Còn con 5 ly thì có mức giá là 6.500.000, giá mà Khôi bán là mình bán bỏ ghét đó nè, công suất 420W, âm ly Mỹ mà chỉ có 6.500.000 là giá quá rẻ nè. Nếu để so sánh với các dòng của Nhật Bione thì con này chấp nửa đường nè, tuyệt vời ha. Anh em thấy nó có chỉnh được chép rồi này ha, chỉnh được chép, chỉnh được mic này, bass mic chép. Những âm ly lớn thì mới có thể chỉnh được anh em nha. Anh em lưu ý là những âm ly lớn mới chỉnh được, còn những âm ly nhỏ thì không chỉnh được nha. Con này rất hay. VR7000 là model lớn, 9000 là lớn nhất, nhưng mà 7000 là tuyệt vời rồi. 420W thì sẵn sàng phục vụ những cái cặp loa 340 anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Khôi xin phép kết thúc ở đây.